Tổng thống Trump tuyên bố sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Nhật Bản. Tại cuộc họp với Thủ tướng Canada Justin Trudeau ở phòng bầu dục của Tòa Bạch Ốc vào ngày 20 tháng 6, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Nhật Bản bên lề hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 tại Osaka, Nhật Bản vào tuần tới. Ông bày tỏ mong muốn cải thiện quan hệ với Nga và Trung Quốc thông qua các cuộc gặp gỡ. Trước đó, ngày 13 tháng 5, Tổng thống Trump cho biết ông có kế hoạch gặp nhà lãnh đạo Nga bên lề hội nghị G20, nhưng Moscow vẫn chưa nhận được đề nghị chính thức nào từ phía Washington. Một cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ từng được lên kế hoạch tại hội nghị thượng đỉnh G20 tại Argentina vào tháng 12 năm 2018. Tuy nhiên, Tổng thống Trump sau đó đã hủy việc tham dự cuộc gặp chỉ vài ngày trước đó. Mối quan hệ giữa Mỹ và Nga đang bị phủ bóng đen xung quanh nhiều vấn đề toàn cầu, trong đó có cuộc khủng hoảng tại Venezuela, tình hình tại Syria và Ukraine.